xin chào các bạn hôm nay mình chia sẻ cách nhuộm hoa nụ tầm xuân hay có thể nhuộm tất cả những loại hoa nào mà mình thích theo màu sắc lựa chọn của mình không riêng gì hoa nụ tầm xuân những hoa hồng những loại hoa màu trắng mình có thể nhuộm hết tất cả những màu khác nhưng ngược lại nếu các bạn có những loại hoa màu quá đậm thì các bạn sẽ không có nhuộm lại được mình đem một thí dụ như là hoa trắng thì mình có nhuộm như màu hồng như thế này hoặc là màu hồng mình có thể nhuộm lên những cái màu xanh màu đỏ nhưng khi đổi màu thì không hẳn là sẽ đúng như cái màu mình thích nó cũng hơi lại lai nhưng cũng rất là đẹp một loại hoa mình có thể nhuộm nhiều màu không riêng gì một màu đâu cách nhuộm thì rất là đơn giản hiện bây giờ thì mình có quyền một cái chậu nụ tầm xuân màu trắng như thế này bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn làm sao mình nhuộm được nụ tầm xuân nhiều màu cùng một lúc. Để nhuộm hoa thì chúng ta cần phải có một cái chậu lớn nè hay cái thao hay bất cứ một cái gì mình có thể bỏ màu vô để mà mình nhuộm. Hiện bây giờ nhà mình thì chỉ có hai màu thôi đó là màu vàng và màu xanh. Nhưng những màu này các bạn có thể ra chợ Mỹ mua có rất là nhiều màu, đỏ, xanh, vàng, tím còn bỏ vô trong một cái thao nước bao nhiêu để cho đủ thì tùy theo mình thích đậm nhiều hay ít. Và đây là một cái ly màu trắng mình bỏ nước vào, sau đó mình cho những giọt màu vàng vô, đậm lợt thì ăn thua mình cho vào nhiều hay ít, sau đó mình sẽ cho nụ tầm xuân nằm vô như thế này, mình ngâm qua một ngày. Sau đó mình lấy ra thì nụ tầm xuân sẽ có một cái màu như thế này. Nhưng cái này thì mình mới ngắm vào thôi cũng khoảng một tiếng thì đã đổi màu cho mình rồi đây là cái màu vàng mình đã cho vào cái ly mình để ra như thế này để cho các bạn thấy được màu vàng như thế nào cho nên khi mình làm màu thì mình phải thử qua để được cái màu mình muốn thì cũng không có khó nếu nói về màu đỏ thì rất là dễ nhuộm nhưng những màu khác thì chúng ta cứ phải tiếp tục bỏ vô để cho đủ màu khi một cái màu hoa trắng thì dễ thấm màu hơn còn những loại hoa khác thì các bạn phải để lâu hơn trung bình các bạn phải để một ngày sau đó thì cái màu hoa trắng nó mới đổi màu được nha bây giờ trước nhất mình đem một cái thí dụ đây là một cái ly mình sẽ cho vào đây một giọt hai giọt ba giọt từ từ ha mình sẽ lấy một cái muỗng hay một cái cây gì đó mình quậy lên thôi thì mình cứ cho vô là một giọt hai giọt ba giọt đó rồi mình quậy lên như thế này thì các bạn thấy được là cái màu vàng nó chưa có được đậm thì mình cứ tiếp tục cho vào, mình cứ cho hết vào như thế này rồi mình quậy lên. Thì mình càng quậy cái màu vàng thì nó càng đậm. Với một cái hũ màu vàng như thế này, các bạn có thể cho hết vào thì cái màu nó sẽ đậm hơn. Vì vậy cho nên mình nói với một cái màu mình chọn lựa mình muốn nó đậm như thế nào thì mình cho vô như thế nấy. Còn nếu đông lường thì bảo là cho một muỗng hai muỗng ba muỗng thì mình không thể nói được bởi vì một cái hũ này thì cũng không có nhiều lắm đâu chừng khoảng 29 ml wow. chừng một ao thôi bây giờ là mình cho vào đây là 2 phần 3 đó mình quậy lên như thế này thì các bạn sẽ thấy được cái màu nó đậm mình sẽ xích lại để cho các bạn thấy rõ hơn nói về màu đỏ thì rất là đậm cho nên mình nhấn mạnh ở đây khi các bạn pha màu đỏ thì các bạn lưu ý một điều mình cứ cho vào nửa chai thôi rồi mình nhuộm thử một cái mình thấy cái màu đỏ được rồi thì mình ngừng không thì mình cứ tiếp tục cho vào nhuộm màu thì khó mà nói trước là mình phải cần bao nhiêu mới đủ vì vậy cho nên khi các bạn nhuộm màu thì các bạn phải nhuộm theo ý của mình nha bây giờ khi một cái màu như thế này là màu vàng mình sẽ để cho các bạn thấy bây giờ thí dụ mình chỉ muốn là nụ tầm xuân có một cái khoảng nào đó thôi có màu đỏ thì mình chỉ nhúng cái khúc đó thôi rồi mình muốn đổi màu khác thì mình sẽ đẩy qua rồi mình nhúng vô như thế này thì nó sẽ được hai ba màu cứ như vậy mình làm hoặc là mình có thể làm một cái màu đỏ từ ở trên đầu đi xuống tới đâu đó mình ngừng lại thì mình sẽ kiếm một cái ly thật là to hay một cái bình mình cho nước vào tới cái khúc nào mà mình muốn nhúng vào bây giờ mình đem một cái thí dụ ngắn nha bây giờ mình chỉ muốn một cái khúc đầu thôi thì mình nhúng vô tay thôi là như vậy rồi mình để đó qua một ngày sau thì hoa nụ tầm xuân sẽ đổi màu cho mình liền bây giờ mình nhúng nhẹ vô mình lấy ra thì các bạn sẽ thấy được là cái màu vàng nó đã thấm vô màu trắng nhưng đây chỉ là một chút thôi nha chứ chưa hẳn là một cái màu mà mình muốn đâu đây nếu mà các bạn nhìn gần gần giữa màu trắng và màu vàng có phải là một cái nụ nó có hai màu hay không nếu như mình muốn như vậy thì mình lấy ra còn không thì mình cứ tiếp tục ngâm như vậy cho đến một ngày. Sau đó thì hoa nụ tầm xuân sẽ hoàn toàn 100% cái màu mình muốn. Rồi đó là cách thức mình nhúng hoa nụ tầm xuân. Còn bây giờ thí dụ mình không muốn nhúng cái đầu. Mình chỉ nhúng trên giữa thôi Thì mình sẽ cho nụ tầm xuân như thế này Cộng hoa nụ tầm xuân rất là dẻo Cho nên khi mình nhúng vào đây Thì cũng không có khó đâu nha các bạn Đây, đó là cách mình nhúng Nhưng khi mình nhúng vào thì các bạn hãy lấy một cái bình cho thật là to rồi mình nhúng vô như vậy thì hoa nụ tầm xuân của mình nó có hai màu ba màu tùy theo mình thích và bây giờ mình sẽ lấy ra làm một cái thí dụ cho các bạn nè đó mình mới nhúng vô nhưng chưa được thấm đúng không nhưng cái đầu hoa thì lại nhúng cứ như vậy thì các bạn nhúng vào và đây là cái ly nước thứ hai mình sẽ dùng màu xanh cho vào như thế này thì các bạn thấy được là màu xanh nó sẽ đậm nhiều hơn là màu vàng đúng không mình sẽ quậy lên như thế này đó cho nên mình chia sẻ với các bạn là mình nói những cái màu đậm á, thì khi mình cho vào rất là đậm đặc biệt là màu vàng thì nó sẽ không có vàng nhiều đâu cho nên khi các bạn muốn nhuộm màu vàng thì các bạn phải chịu khó cho nhiều hơn rồi nếu như mà cái màu xanh như thế này mà mình đã thích rồi Thì mình sẽ ngừng Còn nếu mình muốn nhiều hơn thì mình cho vào Mỗi một cái hũ như thế này thì mình mua khoảng là 3 đồng Bây giờ mình tiếp tục nhúng vào màu xanh nha các bạn Đây nhìn lấy cái đầu ha Mình nhúng chừng khoảng một gan tay thôi Mình cho xuống như thế này nè Đó Đây khi tại vì hoa nụ tầm xuân á, khi mà các bạn à, rờ nhẹ vào thì nó như là một cái nhung vậy đó rất là đẹp và rất... mình nhúng nè đó nếu các bạn thấy không màu xanh nè giờ mình lấy ra cho các bạn mình chỉ mới nhúng có mấy giây thôi nha thì nó đã ra cái màu như thế này đó vì vậy cho nên khi mình nói nhúng hoa nụ tầm xuân thì mình phải nhúng một ngày nha các bạn sau đó thì mình lấy ra mình có thể nhúng như thế này rồi bây giờ mình sẽ pha thêm nhiều màu vô một cái ly thì để coi nó đổi màu như thế nào. Hiện bây giờ thì mình có hai màu, một màu bên tay trái là màu vàng, một màu bên tay phải là màu xanh. Nhưng vậy mình sẽ lấy màu xanh bỏ vào màu vàng, thì để coi mình có thấy nó khác gì không nha? Thì nó sẽ đổi cái màu vàng lợt đi một chút nè nhưng nếu các bạn lấy màu vàng bỏ vào màu xanh thì các bạn sẽ không thấy gì hết bởi vì màu xanh nó đậm hơn màu vàng cho nên khi mình pha màu thì mình phải hiểu rõ rằng là màu xanh màu đậm những cái màu nào mà rất là đậm thì mình sẽ không có làm cho nó sáng lại được nhưng những cái màu sáng thì mình có thể làm cho nó đậm bây giờ tiếp tục mình lấy thêm một cọng nữa nha để coi có khác biệt gì không bây giờ mình sẽ nhúng vào cái ly hai màu xanh và vàng mình cho vào đây dĩ nhiên khi mình nhặt ngắm vào đây rồi mình lấy ra liền thì các bạn sẽ không thấy được cái màu thay đổi nhiều lắm đâu nhưng nếu mình để qua một ngày thì các bạn sẽ thấy được cái màu nó khác hơn các bạn cứ nhúng lên nhúng xuống như thế này nếu nói ra những màu cho những loại hoa trắng thì cũng không có khó lắm đâu và đây nếu như mình lấy ra sơ sơ thì các bạn cũng thấy được là cái màu vàng nó không giống như cái màu vàng từ lúc đầu Để phân biệt được mình sẽ lấy một cái cây là mình đã nhuộm màu vàng rồi đưa cho các bạn xem Đây đây là một cái màu vàng thật sự mà mình đã nhuộm qua à, một ngày nhưng vẫn chưa có đủ nhưng vì mình chỉ làm một cái thí dụ cho các bạn thôi. Còn đây cũng là màu màu vàng nhưng vàng nó có xanh cho nên các bạn sẽ thấy nó hơi lợt hơn. Hy vọng là một cái video ngắn như thế này có thể giúp được các bạn nhận được những màu hoa mà mình thích. Hoa nụ tầm xuân là một loài hoa rất là dễ thương. Hoa nụ tầm xuân luôn luôn đem đến cho ta một ngày Tết, trong một năm luôn luôn có sự may mắn, hạnh phúc trong gia đình video đến đây mình đã chia sẻ cách nhuộm hoa như thế nào hy vọng các bạn sẽ làm được cũng không có khó lắm đâu những màu các bạn có thể ra chợ Mỹ mua sau khi mình chia sẻ cùng với các bạn cách đổi màu hoa như thế nào thì bây giờ hoa của mình thì lại có thêm một màu nữa đó là màu vàng Tuy nhiên màu vàng thì mình chỉ mới cắm vào nước mà thôi nhưng cũng đã cho mình một cái màu lợt như thế này để làm sao mình giữ được nguyên một cái chậu hoa nụ tầm sưng dài năm sau vẫn còn đẹp như thế này thì rất là đơn giản trong một cái bình các bạn không nên cho nước vào chỉ là một cái bình với hoa nụ tầm sưng và nếu như các bạn thích thì mình cũng có thể đi biển lấy những các biển về hoặc là mình đi ra mấy cái tiệm michael chỗ nào bán để mà trang trí đá sỏi thì mình cho vào bình rồi cho nụ tầm sưng vào những thời gian sau thì hoa nụ tầm sưng màu sắc vẫn còn y nguyên không thay đổi tết thì cũng đã đến rồi mình mến chúc các bạn cùng với gia đình luôn luôn thương yêu nhau cho nhau nụ cười tràn đầy hạnh phúc vạn sự như ý đừng quên cho mình một cái subscribe like và share để mình có động lực tiếp tục chia sẻ cùng với các bạn cuộc sống mỹ